shop.hanhatvip.com xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu các bạn và hướng dẫn các bạn sử dụng máy lọc không khí Saab KCZ65. Máy lọc không khí Saab KCZ65 có các tính năng lọc không khí, bù ẩm, diệt khuẩn, khử mùi cho phòng diện tích từ 50 đến 55 mét. Máy ngoài tính năng lọc không khí thì còn có tính năng bù ẩm thông minh. Chúng tôi lấy ví dụ hiện nay độ ẩm đang dưới 50% thì máy sẽ lấy nước từ bình bù ẩm phía bên phải của máy ở đây. Khi các bạn sử dụng, các bạn hãy lấy bình nước ra, vặn nắp này ra và đổ đầy nước vào. Sau đó chúng ta sẽ lắp lại vào đây. Đó, lắp lại vào đây. Máy có công nghệ ion plasma, là công nghệ của Saab. Ion plasma này sẽ làm trong lành không khí, khử mùi, diệt khuẩn, khử mùi thuốc lá. Máy KCZ65 thì có các tính năng lọc không khí như sau. Chúng ta nhìn lên phía trên này, đây là ba phím bấm điều khiển của máy. Như đây là lọc không khí nhanh, lọc không khí và bù ẩm, chỉ lọc không khí. Phía bên phải của máy thì của đây là nút tắt máy. Đây là nút chọn chế độ lọc không khí. Hiện nay chúng tôi đang để chế độ tự động. Chế độ phấn hoa, chế độ mạnh, chế độ trung, chế độ yếu. Chúng tôi khuyên các bạn hãy sử dụng chế độ tự động. Còn ở phía bên này có các phím bấm, như đây là phím bấm bật tắt chế độ ion, bật tắt chế độ ion. Đây là đèn ion, chúng ta tắt đi, chúng ta bật lên. Đây là nút giảm ánh sáng đèn, các bạn hãy để ý. Đó, giảm ánh sáng đèn. Vào buổi tối chúng ta cần giảm ánh sáng đèn, chúng ta ấn vào đây. Còn đây là khi nào thấy đèn màu vàng ở đây sáng lên thì chúng ta cần vệ sinh màng lọc phía sau của máy. Còn đây là phím khóa trẻ em, các bạn hãy ấn giữ vào đây 3 giây. Ở phía dưới của máy thì chúng ta nhìn vào đây, đây là đèn báo tình trạng sạch của phòng, đây là báo độ ẩm hiện tại. Còn đây có nút nháy đỏ là hiện nay là bình nước phía bên phải của máy là chưa có nước, nên đèn ở đây sẽ báo đỏ, khi nào có nước thì đèn sẽ báo xanh. Xin cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của hàng Nhật VIP. Hàng Nhật VIP cam kết hàng nguyên bản, không ủ hóa chất để làm trắng, làm bóng. Hàng của chúng tôi đã được kiểm tra và vệ sinh rất là kỹ trước khi đưa đến tay người tiêu dùng.